Người phụ nữ có tâm thái như thế nào thì cuộc đời như thế ấy. Một người phụ nữ có tâm thái như thế nào thì vận mệnh cũng sẽ như thế ấy. Tâm thái cũng như một tấm gương, nó sẽ phản ánh tâm hồn và cuộc sống của họ. Nếu hỏi rằng điều gì khiến phụ nữ mong mỏi nhất trong cuộc đời, đa số sẽ không do dự mà đưa ra câu trả lời là hạnh phúc. Vậy hạnh phúc bao hàm những phương diện gì? Đó chính là thân thể khỏe mạnh, cuộc sống hôn nhân mỹ mãn, sự nghiệp thành công, nhiều bạn bè tốt, cuộc sống vui vẻ, vân vân. Nhưng hạnh phúc không phải từ trên trời rơi xuống, mà nó đòi hỏi người phụ nữ phải biết tự vun đắp cho mình. Và điều đó liên hệ mật thiết với tâm thái. Một nhà triết học từng nói, tâm thái chính là chủ nhân thực sự của bạn. Nói cách khác, người phụ nữ có tâm thái thế nào thì sẽ có cuộc sống như thế ấy. Tâm thái tích cực, lạc quan là căn bản cho sự nghiệp thành công và gia đình hạnh phúc của người phụ nữ, là suối nguồn mát lành giúp cho họ luôn có thể nở nụ cười trên môi. Và tất yếu, những điều đó sẽ mang đến cho người phụ nữ cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ suốt đời. Sống trên đời, trước tiên chúng ta phải học cách điều chỉnh tâm thái của mình, bởi đó chính là chìa khóa cho hạnh phúc. Hãy thả lỏng tâm trí, tưởng tượng rằng cuộc sống không chỉ bó hẹp trong một ly nước với đầy thống khổ và phiền não, mà là mặt hồ rộng lớn ngoài kia ngập tràn ánh mặt trời và gió mát hương thơm. Làm được như vậy, bạn sẽ thấy cuộc sống luôn tươi đẹp. Kỳ thực, không có nhiều khác biệt giữa một người phụ nữ hạnh phúc và một người phụ nữ bất hạnh. Sự khác biệt dễ thấy chính là tâm thái của bản thân họ. Những phụ nữ có tâm thái tốt không phàn nàn về cuộc sống, mà chọn cách đối mặt với cuộc sống với thái độ tích cực và lạc quan. Phụ nữ hạnh phúc đôi khi không phải là người sở hữu quá nhiều thứ so với những người khác, mà đơn thuần chính là ở cách họ nhìn nhận vấn đề. Khi gặp khó khăn, họ hiểu rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Họ không than vãn, sẽ không hỏi tại sao, mà sẽ tìm hiểu xem điều đó thực tế là gì. Họ sẽ không ôm giữ mãi những vướng mắc rằng tại sao cuộc sống quá bất công với mình, mà tìm cách giải quyết vấn đề, dám thừa nhận sai lầm nếu có, cũng như chịu trách nhiệm cho việc mình làm. Những phụ nữ có tâm thái tốt thường trong tâm luôn có sự cảm kích và biết ơn. Với họ, mỗi một ngày họ lại được đón nhận những niềm vui và bất ngờ mới. Để so sánh, những người phụ nữ luôn oán giận thì tập trung năng lượng của họ vào sự bất mãn với cuộc sống và nhìn nhận mọi việc hết sức tiêu cực. Trong khi người phụ nữ hạnh phúc tập trung vào những điều khiến họ hạnh phúc, từ đó họ lại càng lạc quan và cảm nhận rõ hơn mặt tốt đẹp của cuộc sống. Những phụ nữ có tâm thái tốt sẽ biết đối xử tốt với bản thân. Họ hiểu tầm quan trọng của sức khỏe, họ biết tự chăm sóc cho bản thân mình. Có nhiều bệnh là do tâm tình bất ổn gây ra. Phụ nữ hạnh phúc biết điều chỉnh tâm thái của mình để được khỏe mạnh. Một tâm thái tốt chính là bảo chứng cho sức khỏe. Tâm thái xấu là nguyên nhân gốc rễ của các loại bệnh tật. Những phụ nữ có tâm thái tốt là người phụ nữ thành công. Dễ nhận thấy sự khác biệt giữa phụ nữ thành công và phụ nữ thất bại là phụ nữ thành công luôn sử dụng tư duy tích cực nhất và kinh nghiệm lạc quan nhất để kiểm soát bản thân và kiểm soát cuộc sống của họ. Còn người phụ nữ thất bại thì ngược lại. Cuộc sống của họ dễ bị tổn thương nhất khi luôn bị những thất bại và nghi ngờ của quá khứ chi phối. Kỳ thực, trong cuộc sống, ai cũng phải có những ngày tháng khó khăn.
Nhưng vượt qua giai đoạn đó như thế nào thì tâm thái đóng vai trò quyết định. Chuyên gia tâm lý Sonja Lyubomirsky từng nhận định, trong phạm vi năng lực của chúng ta, có đến 40% những bất hạnh đều có thể thay đổi. Vì vậy, nếu bạn cảm thấy mình luôn bất hạnh, trước hết hãy nhìn nhận thẳng thắn bản thân xem bạn đã cố gắng thay đổi chúng hay chưa. Bảy loại tâm thái của một người có nhân cách cao quý. Có câu nói rằng, thái độ quyết định độ cao của một người. Một người cao quý hay không, không phải do tiền bạc, địa vị hay xuất thân quyết định, mà được quyết định bởi thái độ, tâm thái của người ấy. Vậy phải làm sao để có được tâm thái cao thượng? Một người nếu có thể làm được 7 điều dưới đây thì đã là một người cao quý, cuộc đời người ấy sẽ đạt đến một tầng thứ cao hơn. 1. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Trong cuộc sống, thông thường người ta đều có thói quen dùng góc độ quan điểm của mình để xem xét vấn đề. Mỗi người đều đứng từ góc độ lợi ích của bản thân mình, nguyện vọng của bản thân mình, sự chấp nhận của bản thân mình để quan sát sự vật. Cho nên thường rất khó lý giải người khác. Sự xung đột, mâu thuẫn xảy ra trong các mối quan hệ giữa người với người thông thường đều có nguyên nhân từ đây. Nhưng khi có thể đứng ở lập trường khách quan mà nhìn nhận, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng mâu thuẫn xảy ra thường là do chúng ta đã hoàn toàn không hiểu đối phương. Như vậy, muốn xử lý tốt mối quan hệ giữa bản thân và mọi người xung quanh, điều trước tiên cần phải thay đổi góc độ xem xét, không đứng trên quan điểm của bản thân mà cần đặt mình vào hoàn cảnh, góc độ của người khác để xem xét. Như thế, chúng ta có thể lý giải được ý nghĩ, nguyện vọng của người khác. Từ đó, chúng ta sẽ có nhiều phương pháp xử lý phù hợp hơn, hiệu quả hơn. Nếu một người nhất định không chịu thay đổi, không thể lý giải được người khác thì sẽ không thể có các mối quan hệ mới, và các mối quan hệ cũ cũng sẽ khó được tốt đẹp. Thứ hai, điều mình không muốn thì không gây ra cho người khác. Nguyên tắc này là vô cùng quan trọng, là khuôn vàng thước ngọc trong xử thế. Ví như, tai mình không muốn nghe lời cay nghiệt thì đừng làm điều đó với người khác. Vô luận là đồng sự, là cấp dưới, bạn bè hay người hợp tác, người thân yêu đều cần tuân thủ theo nguyên tắc này. Người nào có thể thông hiểu đạo lý này, những gì mình không muốn thì chớ có làm cho người khác, thì sẽ có thể tạo nên sự thành công và vĩ đại cho chính bản thân mình. Không có công, không nhận lộc. Từ xưa cho đến nay, người nào mà không có công vẫn nhận lộc, không làm mà vẫn hưởng, thì đều khiến người khác ghét bỏ, xa lánh. Người có nhân cách cao quý luôn biết thứ gì của mình, thứ gì không, không vì vật chất mà đánh mất nhân cách của mình. Người không có công mà vẫn muốn nhận lộc, trong đầu luôn có ý nghĩ muốn được thụ hưởng mà không muốn bỏ công sức. Từ đó tâm tình thấp kém, không có tiền đồ. Người như vậy khiến người khác xem thường, nói sao đến việc cao quý. 4. Lấy đức trả đức, lấy chính trả oán. Cổ nhân dạy rằng, nhận được một ơn huệ nhỏ như giọt nước cũng phải báo đáp như một dòng suối. Khi nhận được ơn đức của người khác thì báo đáp ơn đức của họ là việc cần làm, là phù hợp với đạo lý. Khi người khác xúc phạm, làm tổn thương đến chúng ta thì không nên lấy oán báo oán, bởi vì như vậy sẽ khiến tiêu chuẩn đạo đức của bản thân bị hạ thấp, oan oan tương báo sẽ không thể dứt được. Cần dùng thái độ chính trực để đối đãi với oán hận. Người có thể lấy đức trả đức, không lấy oán trả oán là người hiểu đạo lý, rộng lượng và cao quý.
5. Tặng than cho người trong ngày đông giá rét. Khi người khác cần sự giúp đỡ, chúng ta nên tận lực trợ giúp cho họ. Đây là tâm lương thiện, là từ bi. Khi người khác ở vào hoàn cảnh thuận buồm xuôi gió rồi, thì không nên góp vui lấy lòng. Đây gọi là lòng tự trọng. Thứ 6. Thành tín người khác. Đối xử tốt với người khác cũng chính là đối xử tốt với chính bản thân mình. Bởi vậy, thành tín với người khác không chỉ tạo nên ấn tượng sâu sắc với họ, mà còn bồi đắp mỹ đức cho chính bản thân mình. Thành tín, chất phác còn là nhu cầu cuộc sống của chính bản thân mỗi người. Thành tín trong đối đãi với người khác, thành tín trong việc có thể giúp chúng ta đúng lý, hợp tình. Cây ngay không sợ chết đứng, chính lý nghiêm nghị, tấm lòng rộng mở, không lo lắng trong tâm. Thành tín không chỉ là một thái độ đối nhân xử thế, mà còn là một loại tính cách, không chỉ là phương tiện sống, mà còn là mục đích sống. Một người có thể thành tín trong cuộc sống là bởi vì người ấy có trí tuệ, có nhân cách cao đẹp, hiểu thấu đạo lý làm người. Cho dù là đứng từ góc độ nào để xem xét, thì thành tín cũng thường là yếu tố tạo nên thành công kiệt xuất nhất. Thứ 7. Hòa khí, khoan dung, nhân từ. Cao nhân giảng, hòa khí là phát tài. Không chỉ trong hoạt động kinh doanh, buôn bán, mà ở các mặt khác của đời sống, hòa khí luôn là yếu tố dẫn đến thành công. Ví như hai người bán cùng một mặt hàng, nhưng một người vẻ mặt luôn cau có, khó chịu, người kia lại luôn giữ vẻ mặt ôn hòa, vui vẻ. Như thế, việc làm ăn của hai người này nhất định sẽ có kết quả khác nhau. Đối xử ôn hòa, nhã nhặn với người khác cũng chính là đối xử tốt với bản thân mình. Đối xử ôn hòa, nhã nhặn với người khác còn là một loại khoan dung, độ lượng. Vạn vật nhờ nước tẩy rửa mà trở nên sạch sẽ, không tẩy rửa sẽ rất ô uế. Vạn vật nhờ ánh mặt trời chiếu rọi mà tươi đẹp, nếu không được mặt trời chiếu rọi, tất sẽ suy yếu mà chết. Vạn vật nhờ tĩnh lặng mà thanh sạch, không tĩnh tất sẽ hỗn loạn, không thật. Vạn vật trong xã hội loài người đều phải ở trong bồi dưỡng, hun đúc mà có được phẩm chất tốt đẹp hơn. Con người cũng vậy, sống trên đời phải thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân tu dưỡng thành người thượng đẳng.